À, đồng chí thống kê ở trong thôn thì có bao nhiêu hộ phụ nữ đơn thân rồi? Dạ có 38 hộ. 38 hộ, chết thật. Nhiều thế cả. Đấy, như cái hộ nhà cô Lành vừa xong ấy nhá. Mình vừa vào thăm nhà cô đấy. Hoàn cảnh của cô ấy đấy, có tội nghiệp không? À. Đấy, cô ấy thì quần áo thì đi xin về mặc. Đấy, mặc có vừa đâu, áo thì mặc ngắn đến đây. Quần thì mặc ngắn đến bẹn này. Rất chi là tội nghiệp. Nhá. Lúc đấy tôi tí thì tôi rơi nước mắt đấy. Lúc đấy tôi không ngoảnh đi là tôi khóc rồi đấy. Nhá. Cho nên là đồng chí phải hết sức quan tâm những cái hộ phụ nữ đơn thân cho tôi, nhớ chưa? Đấy nhá. Đi, mình tiếp tục đi. Chứ thật, đi từ sáng giờ chưa có gì vào bụng, đói quá. Đồng chí có tiền không? Mình mua cái gì ăn? Em chẳng có đồng nào cả. Thôi được rồi, có cách rồi. Đi theo tôi. Chào cô nhé, chúng tôi là tổ liên ngành của thôn. Cô đã có hành vi lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh trái phép nhé. Bây giờ tôi sẽ lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với cô. Đề nghị cô chấp hành. Thôi em xin hai bác, từ sáng đến giờ em chưa bán được cái gì cả. Đây, em có nửa cân bún hai bác ăn tạm. Tôi tha cho cô lần này nhé. Vớ va vớ vẩn không được. Đừng đùa với cơ quan chức năng. Đấy, giờ có bún rồi, chẳng lẽ lại không có tí rau đúng không? Mình đi kiếm tí rau. Ông trưởng thôn lại hái trộm rau nhà tôi. Ô thế rau này nhà bà? Vâng. Chả là thế này bà nhá, hiệp hội rau củ quả của Nhật Bản ấy, họ muốn sang họ xem cái mẫu rau của thôn mình đấy, để họ nhập khẩu về số lượng lớn. Nên tôi thấy cái luống rau nhà bà tốt quá, tôi hái một chút về để cho họ xem mẫu. Dạ vậy thì tốt quá, bác trưởng thôn lúc nào cũng lo cho dân, cảm ơn bác nhá. Tôi về nhá. Dạ vâng ạ. Đấy, đồng chí thấy không, đi với tôi kiểu gì cũng kiếm được cái ăn đúng không? Đấy, mà lại còn được người ta cảm ơn. Tôi chỉ tí rau, tí bún là xong.